Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trực tiếp đám cưới Như Quỳnh, Ngọc Sơn sau lễ ăn hỏi và rước dâu sáng 16 tháng 8. Tiệc cưới của Như Quỳnh, Ngọc Sơn diễn ra vào tối cùng ngày. Địa điểm là một trung tâm tổ chức tiệc cưới ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến giờ lành, cô dâu, chú rể xuất hiện tiếp đón và chụp hình cùng khách khứa. Trong khi chú rể bảnh bao với vest đen, Như Quỳnh nữ tính với váy trắng tinh khôi. Ngoài cô dâu, chú rể, một số hình ảnh về không gian cưới cũng được hé lộ, không màu mè nhưng vẫn toát lên vẻ ấm cúng và sang trọng. Dù là đồng nghiệp gắn bó nhiều năm nhưng đây là lần đầu Như Quỳnh có dịp đến thăm biệt thự ông Hoàng nhạc Xến Ngọc Sơn trong chương trình Thần Tượng Bolero 2018. Như Quỳnh và Ngọc Sơn cùng đảm nhận vị trí ban giám khảo. Trong quá trình chấm thi, Ngọc Sơn và Như Quỳnh có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn. Mới đây, giọng ca duyên phận được ông Hoàng, nhạc Xến mời đến thăm nhà, xuất hiện trẻ trung trong bộ váy xanh ôm, nét dịu dàng. Trẻ trung của Như Quỳnh khiến Ngọc Sơn không tiếc lời khen ngợi. Như Quỳnh lần đầu đến thăm biệt thự mang tên Thiên Niên Kỷ trị giá 105 tỷ đồng của Ngọc Sơn tại đây. Hai nghệ sĩ ngồi lại và cùng trò chuyện về chuyện đời, chuyện nghề và chia sẻ những tâm tư dành cho Bolero. Dòng nhạc luôn nhận được sự ưu ái của nhiều khán giả. Như Quỳnh chia sẻ, cô và Ngọc Sơn dù không có quá nhiều kỷ niệm bởi một người ở trong nước, một người ở hải ngoại. Tuy vậy, Ngọc Sơn lại là người nghệ sĩ mà cô ái mộ từ thuở còn thơ ấu. Nữ ca sĩ kể, khi còn nhỏ, cô đã mê Bolero và luôn dành sự ngưỡng mộ cho những nghệ sĩ tiền bối đã thành danh với dòng nhạc này. Trong đó, những màn trình diễn của Ngọc Sơn luôn gây ấn tượng cho Như Quỳnh bởi sự sáng tạo độc đáo. Tôi ái mộ Ngọc Sơn từ khi còn là một cô bé. Lúc đó, Như Quỳnh rất nghèo, không có đủ điều kiện để xem Ngọc Quỳnh tiết lộ. Như Quỳnh cho biết cô khá thích thú trước phong cách kiến trúc độc đáo trong biệt thự 100 tỷ đồng của Ngọc Sơn. Về phần Ngọc Sơn, ấn tượng ban đầu của anh với Như Quỳnh khá sâu đậm bởi trong một lần ghi hình, anh đã được đạo diễn giới thiệu hợp tác với nữ ca sĩ cùng những mỹ từ. Ngọc Sơn tiết lộ, lúc đó anh ước gì có thể cua được Như Quỳnh theo Ngọc Sơn. Ngày trước Như Quỳnh luôn toát ra một thứ ánh sáng dịu dàng lan tỏa trong trái tim người khác khiến cho cô có không ít người yêu mến. Và Ngọc Sơn có lẽ cũng là một trong những người yêu thầm nàng ca sĩ có giọng hát ngọt ngào Như Quỳnh. Trước những lời khen của đàn anh, Như Quỳnh ngại ngùng không dám nhận. Cô cho rằng mình đã nhận được rất nhiều ưu ái của Ngọc Sơn và luôn muốn học hỏi những kinh nghiệm của người anh nói một cách công bằng. Anh ba là người đã vỗ về, giúp đỡ tinh thần Như Quỳnh rất nhiều khi cùng ngồi ghế nóng. Đó là tình cảm thật. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Lòng vô cùng đáng quý của một người anh dành cho người em của mình khiến Như Quỳnh cảm thấy rất vui và xúc động. Như Quỳnh giải bày, mặc dù thành danh trên con đường âm nhạc nhưng Như Quỳnh gặp không ít lận đận trong chuyện tình cảm. Như Quỳnh sinh năm 1970, từng được xem là mỹ nhân làng nhạc khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt hiếm có. Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả luôn nhớ đến loạt ca khúc trữ tình đi cùng năm tháng như Người Tình Mùa Đông, Duyên Phận. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel, Vùng Lá Me Bay, Chuyện Hoa Sim, Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi năm 1993. Như Quỳnh cùng gia đình sang Mỹ và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ đắt sâu nhất ở thị trường hải ngoại. Khán giả yêu thích nữ ca sĩ gốc Quảng Trị không chỉ bởi giọng hát truyền cảm, đầy cảm xúc mà còn bởi gương mặt mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Việt tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng. Song cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh gặp không ít choan chuyên, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Như Quỳnh lập gia đình và sinh con khá muộn với chồng là kỹ sư không lưu người Việt tại Mỹ. Cả hai có một cô con gái tên Melody Đông Nghi, sinh năm 2007. Dù đã có con với nhau nhưng Như Quỳnh tâm sự cô chưa từng mặc váy cưới và tổ chức một hôn lễ đúng nghĩa. Năm 2015, Như Quỳnh lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đã đổ vỡ. Cô là người chủ động nói lời chia tay sau khi cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho chồng cũ. Chúng tôi chia tay vì không hợp nhau, nói thật do tôi quá yêu nghề cũng như có tính cách ích kỷ riêng trong cuộc sống, Như Quỳnh bộc bạch. Sau đổ vỡ, giọng ca Duyên Phận cho biết con gái là món quà mà cuộc sống ban tặng cho cô. Tôi lập gia đình muộn, vẫn hy vọng là mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vẹn tròn.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chia tay vì không hợp nhau. Nói thật, sao tôi quá yêu nghề cũng như ích kỷ riêng trong cuộc sống. Tôi ao ước có một đứa con và trời đất đã cho tôi món tài sản vô giá này. Trong cuộc đời, có lẽ sẽ không có niềm vui này lần thứ hai nên tôi đang rất vui với những gì mình đang có. Hiện tại tôi có động lực là con gái Melody, con chính là món quà mà cuộc sống ban tặng. Nữ danh cả tâm sự, chia tay chồng nhưng như Quỳnh chia sẻ, họ vẫn coi nhau là bạn và sống văn minh. Anh ấy rất lo lắng, chăm sóc, dạy dỗ và theo dõi từng bước chân của con gái. Hai chúng tôi đều quan niệm dù con trai hay con gái không quan trọng, nhưng là con người phải có trái tim và lương tâm mới có thể thành tài. Như Quỳnh từng chia sẻ, là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, Ngọc Sơn rất hiếm khi chia sẻ về đời tư trước truyền thông, và showbiz cũng rất hiếm khi xuất hiện tin đồn tình ái liên quan đến anh. Trừ một ngoại lệ liên quan đến nữ ca sĩ Như Quỳnh, Như Quỳnh chính là mỹ nhân duy nhất từng cứng tin đồn hẹn hò với Ngọc Sơn, thậm chí còn có tin họ làm đám cưới. Nói về tin đồn này, Như Quỳnh từng tâm sự, tôi ái mộ Ngọc Sơn từ khi còn là một cô bé tí ti thôi. Lúc đó Như Quỳnh rất nghèo, không có đủ điều kiện để xem Ngọc Sơn trình diễn, chỉ ao ước làm sao để có thể một lần tận mắt thấy thần tượng mà mình ái mộ. Đối với Như Quỳnh, anh Ngọc Sơn như một thần đồng. Anh có nhiều điều đặc biệt, táo bạo, cách trình diễn cực kỳ xuất sắc. Thời gian ấy, Như Quỳnh thậm chí còn ước phải chi mình là con trai thì cũng sẽ bắt chước giống như anh Ngọc Sơn. Vậy về phía Ngọc Sơn, anh tiết lộ yêu thầm Như Quỳnh từ 20 năm trước. Tuy nhiên quan hệ giữa họ cũng chỉ dừng ở mức đồng nghiệp. Ngọc Sơn nói, tình cảm anh dành cho Như Quỳnh còn cao hơn cả tình yêu. Tôi dành cho Như Quỳnh một thứ tình cảm rất đặc biệt. Hồi đầu, tôi thấy rung động giống như bị sét đánh. Sau này, tình cảm đó còn cao hơn cả tình yêu. Đó là cả sự ngưỡng mộ. Giọng ca duyên phận cho biết, dù từng thất bại trong hôn nhân nhưng cô không khước từ tình yêu. Nữ ca sĩ vẫn luôn khao khát một bờ vai để nương tựa và khẳng định nếu duyên đến cô sẽ đón nhận. Quỳnh tin là có một ngày sẽ có người đàn ông nói với mình là anh sẽ cưới em. Như Quỳnh tâm sự, sau rất nhiều năm độc thân, nữ ca sĩ tiết lộ cô đã có bạn trai mới vào cuối năm 2021. Dù không chia sẻ nhiều nhưng cô tiết lộ hai người rất tôn trọng nhau và có nhiều điểm chung. Khi yêu xa, họ liên lạc hàng ngày qua tin nhắn, mạng xã hội. Mới đây, Quang Lê gây chú ý khi bật mí về chuyện tình cảm của Như Quỳnh. Anh tiết lộ người tình hiện tại của Như Quỳnh nhỏ hơn cô 12 tuổi. Quang Lê hay đùa Như Quỳnh chạy theo trend của các mỹ nhân showbiz Việt. Nam ca sĩ cảm thấy rất vui khi đàn chị giờ đây có được hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.